Xin kính chào các anh chị cô chú. Ngày hôm nay mình xin nói về nụ hoa tam thất. Thì đối với cái nụ hoa tam thất thì hiện tại mình đang bán là có 3 loại. Loại cuống dài là 600.000 một cân. Cuống ngắn như thế này, đây là loại cuống ngắn 650.000 một cân. Và loại không cuống là loại 700.000 một cân. Thì cái nụ hoa tam thất này nó về thì nó sẽ về từng lô, ở từng lô nó sẽ có cái sự khác nhau, chứ không phải là lúc nào nó cũng như lúc nào. Thì nụ hoa tam thất này cái tác dụng của nó chủ yếu là để giảm huyết áp, hạ huyết áp là cái quan trọng thứ nhất về cái tác dụng của nó. Quan trọng thứ hai là nó giúp các anh chị cô chú dễ ngủ hơn. Đối với những người bị mất ngủ, thường xuyên mất ngủ thì chúng ta nên sử dụng cái nụ hoa tam thất này. Nó điều hòa huyết áp, nó cũng giúp giải độc gan. Đó. Giúp chúng ta tăng cường cái sức khỏe, giúp giảm cái hoa mắt, chóng mặt, đau đầu. Thì cái này nó trị về những cái đó. Và nó nghĩa là nó có hai tác dụng chính, một là hạ huyết áp và hai là giúp chúng ta ngủ tốt hơn. Đó. Nhưng ai mà bị mất ngủ thì rất nên sử dụng cái nụ hoa tam thất này. Đó. Thì cái nụ hoa tam thất ở đây thì mình mới nhập được cái lô này, là cái lô lụ nó săn xanh và đẹp. Thì khi mà chúng ta chọn cái nụ hoa tam thất á, thì chúng ta nên chọn những cái nụ nào nó có màu xanh này. Mọi người có thể thấy này, cái màu xanh nó có cái độ xanh tự nhiên. Những cái loại màu mà nụ mà có cái màu nhạt hơn đó thì thứ nhất có thể là do cái quá trình sấy của người ta nó không tốt, hoặc là cái thời gian của họ để nó đã quá lâu rồi, thì chúng ta gần như là chúng ta không nên sử dụng cái nụ hoa tam thất đó. Chúng ta phải chọn những cái nụ săn xanh. Săn thì thực ra là cũng không cần quá săn như thế này, săn như thế này thì tốt. Thì những cái nụ này là non, uống nó tốt, gọi là nụ bao tử. Thì có những cái nụ thì nó sẽ hơi bung hơn. Đây, mình sẽ ví dụ như ở đây cho mọi người xem. Đây, ví dụ như thế này. Ở đây là hai cái bông, một cái rất là săn, ví dụ như cái này cực kỳ là săn, thì cái bông nó chưa đẩy ra. Như cái này cũng gọi là nụ bao tử nhưng mà nó đã đẩy ra một chút rồi, nó hơi hé một chút. Cái nụ nhỏ này thì chưa hé nhá, nhưng mà ý là nó, ví dụ như cái nụ săn này là nó săn này, nó cực kỳ săn. Thì những cái nụ săn này thường có giá nó cao hơn, bởi vì khi mà người ta khai thác thì nó có cái độ tuổi khi mà nó chưa đẩy ra thì tất nhiên là nó sẽ có cái giá nó cao hơn, bởi vì cái trọng lượng của nó thấp hơn thì cái giá nó đẩy lên nó sẽ cao hơn. Thì ở đây mình có một cái lô này mới là về được có hơn 6 kg thôi, nên anh chị cô chú nào có nhu cầu thì có thể đặt hàng ngay. Mọi người có thể đặt hàng qua số điện thoại 0947 010585 hoặc là nhắn tin cũng theo Zalo 0947 010585 cho mình. Thì anh chị cô chú nào còn trẻ tuổi thì chúng ta có thể là chưa cần phải sử dụng cái này, thì chúng ta có thể mua tặng ông bà này, bố mẹ này, để ông bà bố mẹ sử dụng trong gia đình, trong nhà. Những cái người mà không sử dụng được ở cái nụ hoa tam thất này á, thì là những cái người bị huyết áp thấp. Huyết áp thấp là tại sao lại không sử dụng được, bởi vì cái này nó làm hạ huyết áp, cho nên là nó những cái người huyết áp thấp sử dụng thường nó sẽ hay bị, những cái người đó hay bị đau đầu chóng mặt, bởi vì cái huyết áp nó bị hạ. Nên cho nên là chúng ta tránh những người huyết áp thấp ra, không nên cho sử dụng cái nụ hoa tam thất này. Và anh chị cô chú có nhu cầu nụ hoa tam thất thì hãy liên hệ với mình ngay. Giá mình sẽ để ở dưới phần mô tả. Xin cảm ơn các anh chị cô chú. 0947 010585. Mỗi một gói thì mình sẽ đóng như thế này. Đây là một gói 5 lạng này. Mình sẽ đóng 5 lạng như thế này một gói. Đóng như thế này. Đó. Ok, xin kính chào các anh chị cô chú. Chúc mọi người sức khỏe và thịnh vượng.